Thor Drip USA High-End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Drip Center. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Gym Center quận 9. Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn đạp xe tại Thor Gym. Thì ở trung tâm của Duy á, đầu tư cái dàn đạp xe là gồm hai cái đạp xe mà gọi là cặp em song, anh em song sinh với nhau. Đây, thằng này kêu là upright đạp đạp thẳng lên xuống như nè. Rồi thằng này là recumbent. Thằng này là CR là viết tắt của cái dạng mà đạp xe ngồi đạp. Ngồi mà tựa nè, để đạp nó khác mà ngồi không mà không tựa để đạp. Thì hai cái này á là cái cơ chế, cái động tác nó khác nhau thôi. Còn về căn bản nó đều là đạp xe và chương trình nó giống y như nhau, nó không có khác nhau cái gì hết trơn hết đó. Chúng ta trải nghiệm nè. Không, đầu tiên vô là các bạn phải có chỗ chỉnh nè, lên xuống nó khó rồi đúng không? Nó khó rồi đó. Nó không phải như lúc đầu nữa. Bây giờ Duy sẽ vô Duy ngồi, Duy chưa có mở gì cả. Duy vô Duy ngồi, Duy đạp trước. Chân Duy hơi với. Các bạn PT phải lưu ý nha. Chân hơi với nên phải chỉnh một tí xíu. Nè, kéo lên. Xong rồi xích vô một tí, xích vô một tí. Nè. Rồi, ok, đạp về chuẩn. Không, nó vô ngào mới đạp về là chuẩn nha các bạn. Chứ chân thẳng qua sao đạp, không có thẳng cái gì, đạp về với, đạp về nè. Đó, ok. Xong mình tựa lưng cho mình ngồi. Tựa lưng cho mình ngồi. Rồi thao tác chỉnh. Thao tác này là đo nhịp tim nè. Thì bạn cứ trải nghiệm bình thường là manual. Nó giống y, cái màn hình nó giống y luôn, cũng này cũng level nè, đó. Level thì level hai bên luôn, tại vì nó không có cái gì hết á. Tại thằng này nó không có inline. Đó nên level nào cũng level hết. Rồi chọn manual. Đó, manual. Nhớ chưa, không được này nè. Đó, nhập y chang không khác gì chân, trời bạn dễ ẹt nha. Đó, enter đâu rồi? Đã, nhảy qua đây 10 phút đồ chơi luôn. Rồi xong tạc. Đó, rồi đồ thị phẳng lì luôn, level nhiêu đây? Level có 1 thôi. Đó, level có 1, nhấn. Đó, level 14. Đó, level 15. Đó, đạp phê không? Đạp giờ nè. Đạp vô đùi nha. Đó, đạp. Hấp cái bụng vô đây chi để cái đùi nó nhập vô nó sâu sâu một xíu. Đó là những cái gì manual. Manual thì chỉ có một chỗ chỉnh thôi, chỉnh ở bên đây. Đó, hoặc là chỉnh bên đây nó cũng xuống giống y chang nhau, hai chức năng nó như nhau thôi. Hai cái nút bên đây nè, bên đây như nhau. Rồi. Chả có gì để nói nữa. Cái hốc là đựng điện thoại, hốc là đựng nước. Đựng xong nhớ lấy ra nha. Rồi, tay vịnh. Vịnh này cũng được nè. Vịnh này là một cách đạp nè. Đó, Duy sẽ minh họa những cách đạp cho bạn thấy. Đây, tựa vô, hai cách đạp rồi. Mỗi chân quá, xì top. Stop cái nữa, nghỉ luôn. Rồi, đây là bản summary. Cái bản này là những gì tôi đạt được trong chương trình của tôi. Dù như bao nhiêu phút, bao nhiêu quãng đường, bao nhiêu calo, rồi bao nhiêu, nhiêu. Bây giờ qua chương trình, manual đã học rồi, heel học rồi. Heel là cái gì? Nó đồ thị nó giống y như bên kia, không khác cái gì, tôi không tin mở đúng không? Không tin heel đúng không? Rồi ok, chọn heel. Chưa để top cái nữa cho văng mắt này luôn đi, rồi chọn heel. Rồi xong rồi, enter. Mắc level cho 10 đi. Cái thằng này á là Duy thường chạy mắc level 20 nha các bạn. Để Duy minh họa cho các bạn 30 thử coi. Ok, xong rồi nhấn này. Nhưng mà bảo đảm bạn chắc tại 30 cũng hơi lâu. U này lâu quá. Cái heel là như đất đồi. Lên. Tịnh này 30. Cái này nhà tay à. Cái này mới có 4 à. Leo tới 30. Rồi không, không thích heel đúng không? Chọn phát bên. Phát bên để coi. Ok. Rồi xong enter hết cho ta luôn cái cho lại. Rồi phát bên là chương trình nó là như vậy. Cái mắc level nó nhiêu nó chạy nguyên đường rồi nè. Là mình chọn cái mắc level vừa phải thôi. Để mình đạp. Cái thằng kia nó y chang này, không có gì khác hết. Bạn nhìn một màn hình thằng này, bạn hiểu màn hình thằng kia luôn. Cardio, rồi thử cardio một cái coi là cái gì. Nó ta luôn chó lẹ. Nó là vậy, nhìn vậy thôi. Đồ thị nó chỉ khác nhau đồ thị thôi bạn. Chỗ này chỗ cao nhất, chỗ này chỗ thấp nhất. Chỗ này vừa chạy hết này nghỉ. Rồi HIT, mắc level 5 yếu quá. Mình chọn mắc level. Mắc level thử
30. Đó, vậy cái nhịp đầu tiên là 4 nè, cái nhịp đầu tiên là 4 nè, là quá nhẹ, tại vì sẽ đạp luôn tới 30 cho bạn thấy. Nè, 4 quá nhẹ. Thì cái chương trình là Duy thích nhất. Chương trình là Duy thích nhất tại nó đạp xong mình nó nghỉ, nó đạp xong nó nghỉ, là cái cách cardio mà chúng ta thông dụng nhất. Còn mấy cái chương trình kia là nó rèn luyện một cái sự gì đó, nó bền bỉ, nó dài. Đó, nó khác. Thì mỗi chương trình nó có một cái thú vị. Đó mới là cái sự thông minh của những thiết bị cardio mà trung tâm Thor Gym các chi nhánh đầu tư. Chứ mà giờ không có đầu tư một cái máy mà nó không có chương trình. Một cái máy mà chương trình nó dở quá, tập nó không có phê. Ăn nhau ở chỗ là HIIT. Các bạn nhớ cho tôi, HIIT là một cái phương pháp tập luyện cardio mà cho tới ngày hôm nay nó là tối ưu nhất và nó là đỉnh cao nhất. Rồi, level 29 cũng vẫn nhẹ nhàng được. Duy nói chuyện được với các bạn là nhẹ nhàng. Là nhẹ nhàng nha. Rồi, 30. Thấm thấm rồi đó. Nè, nhìn nè. Là Duy đạp là cái chuối nó phải lên luôn nè ha. Bạn nhìn thì bạn không cảm nhận được. Chỉ có Duy vậy nè. Tập là Duy mới cảm nhận được nè. Đó, là chúng đạp cũng phải dùng sức rồi đó. Hi. Cái máy này á rất thích hợp để các bạn tập. Tập cái gì? Mắc OT cardio. Cách chỉnh mắc OT cardio trên máy này. Fast burn chính là mắc OT cardio. Rồi, chọn fast burn. Fast burn. Nhập level 20 thôi là mắc OT cardio rồi đó. Hoặc là 25. Lì lì cho 25 đi. Đây, đồ thị này chính là mắc OT cardio. Hai cái đầu là warm up thôi. Nhưng mà từ đây nó chạy 25 một nồi luôn. Xong rồi nó drop xuống. Mắc OT cardio rồi. Chỉ 10 phút đổ lại thôi. Không nhiều. 10 phút đổ lại thôi em ạ. Nhẹ lên level 25. Đạp đi. Đạp đi. Xong rồi tới lúc á level 25 á là chúng ta sẽ đạp chậm chậm như nè. Một cách bền bỉ. Rồi ok. Bye bye cái máy này. Rồi thằng em của nó lần này. Đầu tiên chỉnh cái này kéo ra có vô khỏi chỉnh đi nha. Ủa mà chỉnh có được đâu, cái này tôi nó khóa rồi. Đó, vị trí này nè, vừa đó, vừa Duy rồi đó. Bà nhìn cái đùi nè, nó đạp cho vị trí này là vừa. Còn mà nó nhói nhói vậy không được nha. Đó. Cái này không phải là cái bike. Bà không nên tập vậy. Không nên không. Cái đó là xưa rồi. Công nghệ xưa rồi, mấy class mà gọi là đạp xe thì nó làm cho vui thôi. Không thú gì hết á. Đó. Cách chỉnh y chang, thông số y chang, khác nhau mỗi cách đạp thôi. Không, cách đạp này nó dày, cách đạp kia nó ngồi đạp ngửa. Nên á, Duy sẽ mắc OT cardio trên cái máy này level 25, làm luôn cho nó lẹ. Đạp trên đây có hai cách đạp, một là cầm như nè. Đạp nhẹ là cầm như đạp. Hiểu không? Nhìn đẹp không? Đó. Nặng là ngửa thẳng đứng dày. Không thẳng chân, Duy chỉ các bạn. Bạn để vừa vừa vậy nè, cái chân ở đây nó mới nhồi. Cái đùi ở đây nó mới nhồi, nó vô. Hồi ra cái đùi như đùi ếch vậy đó. Chỉnh đi trang kia thoáng khác vậy đó. Tạc. Rồi Duy sẽ đạp cho tới level 25 đó. Đầu tiên đề 3 level 5. 5 chắc nhảy tới 12 hay gì đó. 15, nhảy 15. 5, 15, 30. Lên ổ lộn 25. 25 là mắc OT cardio. Rồi, đó, chương trình này chơi hoài luôn nè. Không đập nhanh nha bạn. Mắc OT cardio là đập mạnh, không đập nhanh, đập vậy thôi. Nặng lắm nhưng phải giảm rồi, rất nặng nha. Có thể cầm về để đạp. Lúc này cái chân mình nó gồng rất là nhiều rồi đó, nó không giống như nãy nữa. 25. Cardio nó phải như vậy. Nó phải đã như vậy. Đó là giá trị của mắc OT cardio và giá trị của tầng thiên đường cardio mà Duy Nguyễn đã đầu tư đến với khách hàng. Xin cảm ơn.
BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.